Em làm gì mà tôi gọi điện nhắn tin để không trả lời? Phá thai ạ. Từ thôi. Bây giờ nó phải kiếm tiền để giải quyết cho nhanh chị ạ. Em được bao lâu rồi? 15 tuần ạ. Tốt, có một khách rất đặc biệt. Mày đã nói chuyện với thằng vô dụng kia chưa? Cái gì? Không biết nói cái gì đâu. Đừng nên yêu một ai quá. Đừng để bọn đàn ông nó sợ mình.